có quý vị, Thái Lan chuẩn bị trả đũa rào cản phi thuế quan của Việt Nam đối với xe hơi tên đến từ Bangkok cho hay. Hai bộ thương mại và kỹ nghệ của Thái Lan đang leo thang các đòi hỏi rằng chính phủ Việt Nam phải dỡ bỏ những rào cản phi thuế quan đối với xe hơi nhập cản từ Thái Lan sau khi những chuyến hàng xe hơi Thái vào Việt Nam bị chặn suốt 6 tháng qua. Theo tờ Bangkok Post, thì các công ty xuất cảng của Thái Lan đã tạm ngưng đưa xe hơi nguyên chiếc sản xuất tại Thái sang Việt Nam, sau khi phía Việt Nam siết chặt việc kiểm tra tất cả xe hơi nguyên chiếc tại các hải cảng vào đầu năm nay. Xe hơi nguyên chiếc bị buộc phải trải qua những cuộc kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm của Việt Nam để bảo đảm đáp ứng được những tiêu chuẩn về môi trường và xả thải. Các giới chức Thái Lan nói rằng cơ sở thí nghiệm của Việt Nam không đủ lớn để giải quyết số lượng lớn xe hơi. Do đó, thì điều này chứng tỏ biện pháp kiểm tra của Việt Nam có mục đích là ngăn chặn xe hơi nhập cảng. Thứ trưởng Bộ Kỹ nghệ Thái Lan là Somchai Harihan nói với tờ Bangkok Post rằng, từ khi Việt Nam sử dụng chính sách rào cản phi thuế quan, kỹ nghệ xe hơi Thái Lan mất khoảng 80% lượng xe xuất cảng sang Việt Nam. Ông Somchai cho biết, sắp tới, hai chính phủ của Thái và Việt Nam sẽ có những cuộc đàm phán nhưng ông cũng tiết lộ phía Thái Lan cũng đang chuẩn bị những biện pháp trả đũa nhắm vào một số sản xuất xuất cảng của Việt Nam. Ông không tiết lộ chi tiết vì đây là kế hoạch B trong trường hợp cuộc thương lượng song phương thất bại.